một cần mà lên hai chú này là ok ha. Rồi gỡ đi anh. Tại nó nhịp một cái à, nhịp cái một rồi nó im luôn luôn à. Chào các bạn, hôm nay mình quay lại ngay chỗ cái điểm chân cầu Phú Cường để mình làm cái clip đánh cá trê sông cho các bạn xem không. Biết chỗ này lâu rồi mà chưa có câu ở đây. Đó, hôm nay xuống đây cũng có hai bạn đang câu ở đây là khán giả của Giảng Vị TV, cũng đang ngồi câu. Đó, bạn đang ngồi nhồi cám để đánh cá trà. Đánh cá trà nhắc lên cá sắc. Đây, bạn cần thủ lên con đầu tiên nè. Cách chê. Chê bằng hòm ta. Đây, con cá chê vàng nè các bạn. Các bạn xem cận cảnh con cá chê vàng. Đó. Quậy đã không? Lên cá rồi. Trê nữa hả? Đó, lên một con trê nữa rồi các bạn. Vàng ươm luôn không? Ăn cần tay không ta? Nó không chịu ăn cần máy. Rồi, được hai chú. Cái xà lan lớn ghê. Xà lan này chở mấy chục tấn, chở lúc chỉ còn nặng ghê. Có nhiều chiếc nó chở mà nó ngập xuống nước, nó mé vào cái thành tàu luôn. Đây này, dính một con cá sát. Cái này là con cá sát nè các bạn, chuyên gia phá mồi câu cá tra. Các bạn mà thả mồi ra câu cá tra mà gặp mấy ông này là thua nha.
rỉ là banh mồi hết. Quậy dữ vậy. Đây các bạn, hình dáng của nó rất là giống con cá tra với lại cá tra bần, nhưng mà nó là con cá sát, phá cám cực kỳ luôn. Để vô sát bạn mồi trùng luôn hả? Sát con cám. Sát cám hả? À, mồi cám. Đây các bạn, đó ông vô ông ăn mồi cám đây, đó cận cảnh cho các bạn xem. Rồi kệ có hơn không? Có không. Vậy kho tiêu cũng ngon lắm. Thú vị, kho tiêu ăn béo lắm. Giống như cá chốt á. Rồi cho vô vỏ. Vậy muốn vô sát bờ phá nữa ha. Bây giờ anh thả cần anh câu cá sát. Nó mà kéo vô nguyên bầy giật mỏi tay luôn. Lúc lên cá sát tiếp. Lại lên cá sát. Mấy ông này không chịu phá cám ghê ha. Không quẩy kìa. Mấy dân bờ còn quẩy. Vô tới đây luôn. Vô tới bờ luôn rồi đó. Nó nôi nó bị nãy giờ. Còn lên đuôi nữa chứ mất dạy. Phá rồi còn lên đuôi. Cái đĩa giỏi thiệt. Dĩa rỉa là mắc mồi, rỉa là mắc mồi. Đó còn nó giật. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Vô. Con gì đây? Thấy cũng trọng à. Nặng rồi nha. Con gì mà nặng vậy? Cá này rác mà thấy nặng dữ vậy. Cầm cân gịch 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 luôn à. Gì ghê vậy? Cá lại lên gác rồi. Nó vô gác là tao cười, cười chết luôn á. Gác rồi. Trời ơi, một nùi gác luôn. Gác luôn rồi. Thôi hiểu rồi nha. Nó làm tới đâu lên cá lớn chứ. Đảo 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 thấy ghê. Mở gần tay qua luôn đi, lôi nó vô. À lấy cái móc nè. À, lấy móc bị vô. Đây đây đây, cái móc nè, khỏi cái hộp bước ra. Nó nhục thân. Làm cũng tưởng nó dính con cá tra nó bự lắm. Rồi lo vô. Rồi còn cá dính trọng không? Không có cá luôn mới nhục. Á, à, nguyên một nùi rong.
xong về nấu cháo luôn đi. Wow, một cặp cá sát. Dữ. Quá đẹp. Ồ, có hơn không? Cho em mượn coi. Ồ, cặp cá sát ngon không bộ? Quá đẹp luôn. Nè, cặp cá sát quá bự. Cá sát con này to lắm rồi. Đó là to biết rồi đó. Cái quỷ này mà về kho là thôi, nhức nách luôn. Đây, một cần vô nguyên cặp cá sát luôn nha các bạn. Bà này bà quẩy sao bị móc vô mắt bà chứ. Con ăn con vô nghịch nè, sắp vô mắt nè. Nhìn nó méo nút nít luôn. Qua vậy nó lên 3 con lượt luôn. Nó vô nó quẩy là nó giỡn nó bị dính nè. Rồi hai chú nhìn đã nha các bạn. Một cần lên được hai chú đó. Tuyệt vời. Giờ gỡ ra cho vỏ mang về kho tiêu. Nhìn nó béo ghê thiệt chứ. Béo ghê hả? Béo. Con này ăn miệng, còn con này quẩy dính. Con bị sốc vô mắt. Nhìn nó như cá dứa. Nhìn giống cá dứa quá, nó nói cá dứa. Giống cá dứa. Sợ qua nói cá dứa, dính cá dứa. Cá này cá sát, con quỷ gì nó phá quá. Câu cá tra gặp nó là ngồi khóc không luôn. Ú mềm luôn. Nó phá bành cái mồi hết. Béo lắm, cái bụng béo, nhìn bụng béo. Giờ tới chiều câu kiếm ký cá sát được rồi. Qua được ký. Qua ký luôn. Mà con nhỏ hơn đúng không? Qua nhỏ này có 2 con bự. Đây, lần này lên 2 chú nữa. Rồi. Cái lần 2 chú lên về lần bụng không? Không cần luôn, nó không có gì được con cá nữa. Đây. Đây một chú cá sát nữa. Đây, mắc câu rồi. Cho mày chừa. Tật phá phách tham ăn rồi. Bụng nó ống nóc rồi. Có không? Có được một chú nữa. Đổi thẻo là lụm liền à. Đổi thẻo là lên lụm cá sát liền. Đây. Là dính cá sát nữa các bạn. Hôm nay là mùa cá sát. Rồi gỡ. Bây giờ bụng rồi nha. Chạy đâu mà chạy dữ vậy. Chạy đua sao mà. Mấy ông thần này giờ này chạy đâu mà chạy quá trời vậy. Nó đang câu mà lục bình trôi này là hết cả hứng rồi. Lục bình trôi quá nhiều. Lại lên cá. Hai chú nữa. Cái thẻo này có duyên hai chú không? Thẻo này có lên lần hai con không?
Lần này con to con nhỏ không? Nhỏ này bị sóc lưng. Dạ, nhỏ dính cái lưng luôn kìa. Con này bị sóc cái lưng nè. Dính cái lưng luôn không nè. Bị sóc cái lưng nè, con lớn này ăn. Con này ăn lôi lôi, con này chạy vô nè. Chạy vô phá là sóc lưng luôn. Ok, hai chú tiếp. Cái câu cá sát có lý hơn à. Đây lại lên tiếp một cặp. Rồi ok. Có lý quá à. Kéo vô là có cá, kéo vô là có cá. Sát này nhiều ghê. Tình nữa không? Có không? Tiếp một chú nữa. Cứ quay vô là có. Mùa này cái mùa của nó mà. Nó bơi đầy ở ngoài sân. Rồi. Nay đang mùa cá sát nên nó nhiều. Lên. Phúc thẳng vậy. Nó nghi rác nữa quá. Có rác mà có cá luôn đúng không? Thấy lạng nó có cá à. Ô, mấy con quậy dữ vậy? Ô, sảy con rồi. Cặp to luôn. Ô, ổn quá ta. Quá trời to. Cặp bự trời quá luôn, sảy anh con. Tiếc thiệt. Tới vừa tới bờ là nó dậy. Con kia bữa đều cũng y vậy nè. Y vậy luôn hả? Y vậy luôn. Ổn ha. Đúng là qua ngay xa cá to thiệt. Ở ngoài xa cá bự nhiều. Cá sát to nha các bạn. Cá u mềm. Cá nó ú nhìn nó mềm béo. Sóc miệng, rồi gỡ. Cá đã thiệt. Vô nó dướng dướng hàng cây đó. Nó bự gấp mấy lần mấy con cá kia. Chịu khó quăng xa ra một xíu cá bự. Rồi cho cá vô vỏ. Nó sâu luôn, nhìn nó cạn quá là nó chết á. Đưa đưa nó xuống dưới cạn sâu á. Có nước nó mới sống được. Nhiều hôm qua cá to hơn. Nó rỉ này, lử này cá sát không ăn được, cá sát lử bự quá, bự bằng con cá luôn ăn gì. Anh hình đâu có con cá chép, con cá trà nó lủi vô đóng một cái, giật kéo đã tay. Cá trà tầm cả ký lô là kéo trước. Cá rác này cá mà nặng dữ. Vừa cá luôn. Trời ơi, bị sóc chắc luôn. Ăn hay sóc? Ăn. Ăn. Thế nhỏ xíu thì cũng ăn rồi. Cá. Rồi gỡ. Lên không?
thấy quẩy 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 là thấy ngon rồi đó. Ồ, con gì? Mì Vinh, mì Vinh. Mì Vinh lên mì Vinh ta. Lên con mì Vinh chào bá tròn quay luôn. Đây các bạn, đó, dính được con mì Vinh. Mì Vinh này tròn quay ha. Nó tròn quay mập ú ù à. À, coi cận cảnh nó nè. Đó. Rồi. Quậy ghê thì chứ. Gì vậy? Trái đĩa hả? Trời, trái đĩa nhỏ xíu. Phóng xanh đi. Cái gì quận bự vậy? Trê hả? Trê quận lên ghê vậy. Đói hả? Chướng lục bình rồi. Lại lên một em nữa. Cá sát không? Nhìn đá quá ha. Quá đã, vàng. Nhìn ánh vàng thật kìa. Béo. Cái này về con lạc con cơm. Bánh xay. Quá trời cá sát. Có không? Không thấy lặng lại gì hết trơn. Trời ơi. Mini. Vậy cũng ăn nữa. Kệ, cứ một lần lên con thì ok rồi. Coi, chuyến lợi phẩm hôm nay. Cá sát. Đây các bạn, được một con mè Vinh, hai con cá trê với một mớ cá sát. Cá sát quá trời. Rồi, kết thúc hôm nay buổi câu, giờ mình sẽ dọn và đi về. Ở kia người ta đang đi gỡ bẫy cá kìa các bạn. Người ta ngoài kia kìa, đó. Rác hay dựng nghe nó cứ gị 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 nãy giờ nè. Bến sông này đẹp, sông rộng. Mà đây là cái lú nhiều quá. Bây giờ mình thu cần mình đi về các bạn ha. Các bạn xem xong clip nhớ bấm đăng ký, like và share kênh để ủng hộ Giảng Ngoại VTV nha các bạn. Xin chào các bạn. Không cần về luôn đi.